Cái gì nó cũng ăn hết cô ơi. Cái gì nó cũng ăn hết. Đói mà. Đói mà, ai có gì cũng ăn hết. Trời ơi, cám khủng khiếp. Rùa.
đó chuối cái nè, đang la đang kiếm ra sườn cho nó ăn nè, lửa sườn nè, có con rùa nữa, chưa cho rùa ăn được nữa nè. Rùa nó ăn cơm. Rùa nó nói cái bò đây nè. Nó nói cái nóc đầu lên nè. Nó rùa nè. Dạ. Nó có một cá nhiều quá nó sợ nó ăn đâu được. Cá nhiều quá. Rồi nó ăn gì cô? Nó ăn thịt. Rùa đâu rồi? Rùa ơi. Bên kia kìa cô kìa. Đây à. Chắc cá bớp mất. Rùa chậm.